power này có tác dụng điều chỉnh về cái nguồn cho máy của các bạn. Ở đây chúng ta có thể lắp vào base 4, có nghĩa chúng ta sẽ thoát tài khoản của mình ra khỏi máy base 4, switch user, đổi user và bấm vào đây để enter red mode. Chúng ta có thể cho chúng máy vào chế độ ngủ nhằm tiết kiệm pin và nhằm hạn chế cái thời gian bật lên cần thiết. Power option, trong power option một đầu tiên cũng sẽ là enter red mode, một thứ hai sẽ là turn off, đây chính là một tắt máy, một thứ ba restart base 4 trong trường hợp chúng ta cần khởi động nhanh lại máy. Bằng một power không phải là cách duy nhất để các bạn tắt máy, các bạn có thể đè luôn nút logo. Máy sẽ hiển thị một quick menu cho các bạn. Quick menu này các bạn có thể tùy chỉnh nó để giúp các bạn thao tác dễ máy base 4 dễ dàng hơn. Ở đây các bạn có thể thấy cũng sẽ có một power trong đây. Và chúng ta hãy bấm vào đây để tắt máy base 4. Bây giờ mình sẽ bấm tắt máy cho base 4 thử các bạn. Và nhân tiện đây là sai lầm mà tới 90% tất cả những game thủ chúng ta hay gặp phải. Đó khi tắt máy base 4 chúng ta thấy màn hình tắt thì chúng ta nghĩ máy đã tắt rồi, nhưng thật ra lúc này là chính là lúc ổ cứng của máy hoạt động rất là mạnh mẽ để lưu trữ những cái dữ liệu từ RAM xuống ổ cứng. Các bạn lưu ý khi tắt máy base 4 các bạn phải đợi cho cái đèn báo hiệu trên máy tắt hoàn toàn chúng ta mới rút điện ra hoặc tắt nguồn máy. Trong quá trình sử dụng máy base 4 sẽ có những lúc các bạn cần phải xóa bớt dữ liệu trong máy, hoặc có những một số lúc các bạn cần dọn dẹp một cách triệt để nhất những dữ liệu bên trong máy do có nhiều rác thừa ở trong. Chúng ta sẽ cần tới khả năng reset máy. Thì đây, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách reset máy base 4. Để có thể dọn sạch hết những cái file rác ở trong máy thì chúng ta cần phải vào mục setting, internal station. Các bạn lưu ý đây là tính năng restore máy của máy base 4. Khi bấm vào đây các bạn sẽ có nhiều lựa chọn, một là chọn clear running directory. Tính năng này sẽ xóa một số những cái dữ liệu trong cái mục từ điển của máy, những thứ mà mình cài đặt về sau này. Restore default setting, đây sẽ đưa máy về lại cài đặt gốc, những cài đặt ban đầu mà máy sẽ để tùy chỉnh cho chúng ta. Và cuối cùng là Interline Before. Tính năng này có hai dòng, một là Quick, hai là Full. Ở Quick, máy sẽ xóa hết tất cả những cái thông tin bên trong ổ cứng của Before, chỉ để lại những cái chương trình vừa đủ để máy chạy mà thôi. Ở Full, cái chế độ Full này có thể mất hàng giờ liền, bởi vì máy sẽ xóa hoàn toàn hết tất cả mọi thứ luôn và chỉ để lại một những chương trình vừa đủ để chạy. Thì đây đa phần chúng ta chỉ cần chọn dòng quick là đủ. Và khi nếu bạn có tài khoản PlayStation ở đây, máy sẽ yêu cầu chúng ta phải đi update cái tài khoản đó trước khi mà hoàn thành việc format máy. Các bạn chọn Yes, máy sẽ tự động khởi động lại. Đây chính là màn hình. Các bạn có thể theo dõi quá trình máy phục hóa lại của máy base 4 như sau. Khi bước vào đây, các bạn không nên tắt máy base 4 vì có thể làm lỗi chương trình, những cái máy hoạt động không như ý muốn của mình nữa. Các bạn có thấy sau khi hoàn tất việc format máy, máy sẽ trả lại tình trạng nguyên gốc và chúng ta phải bắt đầu việc setup lại từ đầu.
để có thể có hàng đặc biệt sử dụng. Thì như các bạn đã thấy, trong lúc mà quá trình mình chơi game, có thể các tựa game đó chưa được tối ưu hóa trên máy PS4 hoặc chưa có bản cập nhật đầy đủ, game sẽ khiến cho máy bị treo. Trong trường hợp đó, một số bạn không biết thì lại rút dây nguồn ở phía sau máy ra. Điều này gây tổn hại rất lớn tới phần ổ cứng của máy. Nên bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn cách tắt máy trong những trường hợp như vậy. Như các bạn đã thấy ở đây sẽ có nút nguồn của máy. Chúng ta bấm vô. Sau nghe tiếng beep thứ nhất, chúng ta vẫn tiếp tục giữ luôn, không thả tay ra nha các bạn. Và sau khi anh biết máy, chúng ta thả tay ra, máy sẽ tự động tắt.